Sát khí thuần khiết nhưng lại phù hình, thực sự là quá tuyệt đẹp rồi. Đây mới là người mà Lão Phu tìm kiếm suốt cả quãng đời mình. Người còn ưu tú hơn gấp trăm so với tên A Võng. Không, phải là gấp ngàn lần mới đúng. Lão gia, cái người bị Lão gia giải quyết lại vùng lên rồi. Mùi máu này là người của thần châu sao? Nhưng không sao, Lão Phu được gọi là đệ nhất sát thần cuồng đao, ma đao thôn chính trên thiên hạ. Từ khi nổi tiếng cho đến nay, có 21 vị thần thánh thành đạo chết dưới lưỡi đao của Lão Phu. Trong số đó cũng có không ít hậu duệ của thần châu ngươi. Sát khí của ngươi thuần khiết hơn những người mà Lão Phu từng gặp. Ngươi có tư cách trở thành thao đao quỷ của Lão Phu. Nào, ngươi và ta sẽ liên minh. Chủ nhân đã ngu mà cây đao cũng thuộc dạng phế vật nữa. Chỉ là một ma khí mà cũng dám kiêu ngạo trước mặt lão gia nhà ta. Đáng đời. Có ba người đã khai vũ cảnh, hai bên có sự chênh lệch quá lớn. Vẫn là phải giảm bớt thêm một người nữa. Tàn sát yêu thú diện rộng như vậy, đại gia ta cũng lần đầu tiên được trải nghiệm. Vậy thì chơi trò tàn sát. Bắt đầu. Giới chủ của Phù Tang giới Bát Kỳ Võng chết. Giới chủ của Ngục Viêm giới Lục Ngạo Thiên chết. Cái gì? Lão gia, trúng rồi. Tiểu sư còn từng sẽ bắn địch với cự đi xa như vậy nữa. Đem theo bộ phận còn sót lại của cây đao đó đi. Vâng. Sư phụ, pháp khí này là vũ khí đỉnh dịch chuyển. Đây chính là nhiệm vụ tiếp theo của con Thiên Phàm và Trường Thành. Nơi được định vị chính là đại thiên thế giới có tên gọi là Phù Tang giới. Người có tu vi cao nhất Phù Tang giới chính là bốn tu sĩ cấp bậc khai vũ cảnh. Sư phụ mới nãy đã giết chết một tên. Đợi chuyện ở thượng cổ giới được xử lý xong thì con cùng với hai vị sư tỷ của con dẫn theo Trọng Hoa tiến về Phù Tang giới để luyện tập đi. Trọng Hoa tỷ cũng cùng đi sao? Vậy thì Đồ Nhi yên tâm rồi. Sư phụ muốn tụi con làm thấy được Phù Tang giới này tan rã, sau đó thu nạp bọn họ có đúng không? Buổi tập luyện của lần này khác với lúc trước. Sinh linh của Phù Tang giới đều là hậu duệ của thần tà đạo đã tấn công vào thần châu trục vực năm đó. Nếu như cứ mặc kệ sự phát triển của huyết mạch tà đạo thì sau này sẽ khó tránh khỏi gây ra thảm họa. Mục tiêu nhiệm vụ của lần này chính là tiêu diệt toàn bộ, không cần thu nạp. Vì suy nghĩ đến tu vi của các con vẫn còn thấp, cho nên chuyến đi lần này sẽ do Thiên Khu Hội thay vi sư giám sát canh chừng, đảm bảo sự an toàn của các con. Tham kiến Huyền Ca tiểu chủ, Thanh Khâu tiểu chủ. Không ngờ đại đạo hậu duệ của những vị thần ác độc khốn kiếp, Đồ Nhi hiểu rồi. Đồ Nhi sẽ quay về chuẩn bị cùng với các sư tỷ. Ừ. Sư tỷ, tỷ phải đi rồi sao? Ừ, muội còn một buổi luyện tập cần phải hoàn thành. Sư tỷ cũng có buổi luyện tập của riêng mình. Chỉ vỏn vẹn 2 tháng mà có thể từ phàm cực cảnh thăng lên quy tàng cảnh. Muội đó lợi hại hơn rất nhiều so với ta của lúc đó. Cho nên muội không cần lo lắng nha. Khâu Khâu nhà chúng ta nhất định có thể hoàn thành buổi tập luyện. Sư phụ còn đó sắp xếp nhiệm vụ cho muội mà, đúng không? Vâng. Lên nói bí mật này cho muội nghe nhé. Ta có thêm chức năng triệu tập dịch chuyển ở trong thiết bị liên lạc của muội, giống như sư phụ vậy. Nếu thực sự gặp phải kẻ địch lớn mạnh không thể giải quyết, muội chỉ cần nhấn nút vào đó thì ta và Thiên Phàm sư tỷ, Trường Thanh sư tỷ sẽ lập tức đến đánh nó giúp muội. Thật sao? Tốt quá rồi, có sư tỷ giúp đỡ. Muội để sư phụ nghe thấy thì nói không chừng sư phụ sẽ xóa chức năng đó đấy. Còn đó con nữa, Hoa Niên. Hử? Trong lúc sư phụ không có ở đây thì con phải tu luyện Đạo Nhất Diễn Sinh Kinh và những cuốn sách võ ký mà ta đã tặng cho con. Đợi con nắm vững Đạo Nhất Diễn Sinh Kinh và có thể ngưng tụ ra đinh khí thì đến lúc đó ta sẽ dạy nhiều pháp thuật hơn cho con. Ha, ê này, con chỉ đừng biết ăn thôi chứ, ta là sư phụ của con đó. Con có thể nghiêm túc nghe những gì ta nói có được không?
Được rồi, Khâu Khâu, Hoa Hoa, hai người đều phải ngoan ngoãn nghe lời của sư phụ, đừng chọc giận sư phụ. Ta quay về trước nhé. Tạm biệt sư tỷ, muội sẽ nhớ tỷ đó. Tiếp theo sau chính là con rồi đấy. Con cũng cảm nhận được uy lực vừa nãy rồi, kẻ xâm lược có cấp bậc càng cao đã giáng xuống và khai chiến với tộc người của con. Tu sĩ dẫn dắt tàn dư của vạn yêu minh là khai vũ cảnh. Cho dù có uy lực của vi sư ở đây, nhưng với sự chiến đấu hiện tại của nước Thanh Khâu và thương cổ phệ thiết thú thì nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì được 7 ngày. Thánh cảnh của Kim Đồng sẽ là mấu chốt phá vỡ cục diện, thời gian dành cho con không còn nhiều nữa. Bạch Khâu Khâu, tu du Kim Đồng tộc, đây chính là cơ hội cuối cùng rồi. Tu vi gắn liền với bản thể, không thể nào lập tức chữa khỏi vết thương. Lượng nước trong cơ thể cũng không còn lại bao nhiêu, còn có cảm giác đói mà trước giờ chưa từng có. Nam nhân đó rốt cục đã làm gì mình rồi? Không sao, chỉ cần kiên trì mấy ngày nữa, đợi mình có đủ linh lực rồi thì có thể thoát khỏi phòng ấn. Sao cô không ở đại bí cảnh, bây giờ đang là lúc chiến tranh, ở lại bí cảnh sẽ an toàn hơn đó. Bên phía Kim Đồng cũng giống với thiết tộc bọn ta, đều cần có lệnh bài thông hành mới có thể tiến vào. Lúc trước Linh Đinh tỷ có đưa một lệnh bài cho ta, không có ta dẫn thì cô không thể tiến vào vạn trượng pháp. Hoa Hoa, vì Linh Đinh tỷ mà cô nói là ai vậy? Cô không biết sao? Linh Đinh tỷ là đại công chúa Kim Đồng tộc, hiện tại là người trẻ tuổi đầu tiên được Sơn Hải giới công nhận. Hồi nhỏ, cha ta tìm thợ rèn để chế tạo pháp khí hạn chế sức mạnh của ta, cho nên cha cũng tỉnh toảng dẫn ta đến Kim Đồng, đi nhiều thì quen nhiều thôi. À, đúng rồi, cha ta bảo ta nhắc nhở cô, Kim Đồng tộc bọn họ có một quy tắc, chính là trong phạm vi trăm dặm của núi Tu Du thì không thể sát sinh. Chúng ta chỉ có thể ăn trái cây mà bọn họ dâng lên và ăn đồ ăn mà chúng ta đem đến. Còn những cái khác thì không được. Kim Đồng tộc là yêu thú chính đạo nổi tiếng của Sơn Hải giới. Cô nói rõ tình hình thì bọn họ nhất định sẽ giúp chúng ta. Có ông Kim đích thân xuất trận, trận chiến này chắc chắn sẽ kết thúc nhanh thôi. Vậy sao? Nhưng ông Kim mà cô nhắc đến là ai vậy? Tộc trưởng của Kim Đồng tộc đó, chiếc xe được Huyền Ca sửa chữa. Nói ra thì chiếc xe của cô nhanh hơn lúc trước đó, lúc trước ta còn tưởng nó không thể sử dụng được nữa. Hi hi, sư tỷ sửa cho ta đó, không chỉ thay đổi toàn bộ linh kiện mà còn thêm không ít pháp khí vào trong, lợi hại không? Hề, sao vậy? Dưới đất có thứ gì đó? Hì, đây chính là giải thưởng mà. Sư phụ nói sao? Spoil chap sau. Ngươi là Thiên Hồ sao? Đúng đó. Ngươi từ sớm đã biết ta đến đây để giết ngươi rồi. Thanh Khâu gặp nguy. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo truyện ra sớm nhất.